Em làm cái gì vậy? Thì đưa đây. Trời ơi, cái nhẫn không à. Với lại tay chị nấu ăn sừng sùi, giàu không. Chị không biết trân trọng nó hả? Không biết trân trọng để tôi đeo. Nó hợp tay em à. Đây là nhẫn cưới của chị. Trả lại cho chị. Chị làm gì dữ vậy? Hôm nay á là tôi mời đại tiểu thư của một tập đoàn lớn. Bây giờ không lẽ đại tiểu thư qua đây trên người không có miếng trang sức nào hết trơn á, người ta xem thường sao? Lúc đó người bất lợi là anh Khang nha. Người ta mượn xíu người ta trả, cô làm gì mà dữ vậy? Cô là vợ của tôi, cô phải giúp đỡ cho công việc của tôi chứ. À, bạn em tới rồi anh. Là ra mở cửa đó. Anh phải cố lên nha. Chào Lan. Chào anh. Bạn ngồi đi. Trời ơi, lâu quá rồi không gặp. Càng ngày càng xinh tươi ra đó nha. Chào đại tiểu thư. Em là bạn cấp 3 của Lan. Anh cứ gọi em là My là được rồi. Ấy chà chà, thấy rồi nha. Cưới hôm nay mà không cho ai hay hết vậy? Cái bà này chưa cưới, nhưng mà cũng sẽ cưới thôi. Tại vì ai cũng khen tôi với ảnh xứng đôi dừa lứa đó. Nhưng mà hôm nay tôi mời bà qua đây ăn trưa là có chuyện muốn nhờ. Anh Khang là giám đốc của một công ty đang trên đà phát triển. Tôi thấy công ty ảnh có nhiều mặt sản phẩm phù hợp với mảng đầu tư bên bà. Cho nên là có gì ăn trưa xong mình xem hồ sơ thử nha. Được thôi. Cảm ơn My nha. Không có vấn đề gì đâu. Cho tôi ăn cái gì đây ta? Đây. Sao không vô lấy nước cho đại tiểu thư đi ha. Chị cho mấy nước cam nha. Được. Ủa? Thấy rồi biết giận nó hả trời. Ở nhà ở không thôi mà cũng đợi anh Khang mua mỹ phẩm đắt tiền. Chị nghĩ chị sẽ xinh đẹp hơn rồi anh Khang quay về với chị hả? Đừng có mơ. Trong mắt anh Khang bây giờ chỉ có tôi thôi à. Tôi giúp ảnh kéo được hồ sơ về cho công ty nè. Rồi tôi còn xinh đẹp, trẻ hơn chị. Chị được cái nấu cơm, giặt giũ, lau dọn. Có khác vụ xin không? Người như chị á, tôi bỏ ra vài triệu là có à. Chị có hoặc không có trong nhà này nó không có quan trọng. Biết điều á thì chị ly dị anh Khang đi, để cho tôi với anh Khang đường đường chính chính đến với nhau. Sao chị cứ cố chấp lì lợm thì được cái gì hả chị? Em nên nhớ, vợ hợp pháp chỉ có một. Nếu em chấp niệm với chồng chị thì suốt đời này làm tiểu tam đi. Tiểu tam hả? Ngay cả nhẫn cưới của chị còn nằm trên tay tôi nè. Vậy ai mới là tiểu tam? Ủa? Lan, làm gì mà đứng nói chuyện rôm rã quá vậy? Có gì đâu. Ồ, đây là hộp phóng của tôi mà đúng không? Ê, sao bị vỡ hết rồi? Trời ơi, bể hết rồi kìa, thấy chưa? Thì hồi nãy người giúp việc nhà tôi á, lỡ tay, giẫm lên nữa. Tôi có kêu á là thôi nhận lỗi đi mà vẫn chối. Bây giờ bà ra luôn rồi đó, thôi xin lỗi chị đi. Chị làm thì chị cứ nhận đi, đâu có gì đâu mà phải chối. Chị xin lỗi em nha. Chị sợ em bắt đền chị nên chị không có dám nhận. Em không có bắt đền chị đâu, biết lỗi nhận lỗi là được rồi. Chị cảm ơn. Rồi thôi vô nấu cơm đi. Đi chợ về không nấu cơm hả? Chị xin phép. Bà xem đi, hợp đồng có vấn đề gì không? Hợp đồng không có vấn đề gì hết. Vậy mình ký đi ha, làm ăn mà, rớt rẻn lên. Đúng rồi đó. Nhưng hai người thì có đó. Không ngờ chỉ vì tin lời bạn cũ mà xém chút nữa tôi đã trở thành kẻ tiếp tay cho tiểu tam rồi. My, mà nói gì vậy? Người mà bà sai như Ocean lúc nãy là vợ chính thức của anh Khang à? Sao bà biết chuyện này? Nè, đồ chị nè, đi xuống phòng dưới mà ngủ. Tại vì phòng này trước sau gì cũng là phòng tân hôn của tôi và anh Khang thôi, biết không? Vợ chồng chị chưa ly hôn, ai cho em cái gan đuổi chị đi? Chưa ly hôn chứ đâu phải là không ly hôn. Trước sau gì cũng ly hôn mà. Thì thôi bây giờ chị biết điều thì chị xuống dưới phòng dưới á, để phòng này cho tôi với anh Khang.
Một người vợ mà không giúp ích gì được cho chồng, điển hình là chị, thì anh Khang có cần nữa không? Không. Ngay từ đầu, việc mời tôi đến nhà của bà đã không có ý tốt rồi. Công ty anh đang trên bờ vực phá sản, vậy mà dám làm số liệu khống. Anh nghĩ tôi dễ bị lừa đến vậy hả? Hai người đã không có tài là còn không có đức. Anh đỡ đối xử với người và tầng tạo của mình như vậy. Trời mất ra nhìn tiểu tam ăn hiếp vợ mình. Anh nhìn lại anh xem, anh có đáng mặt làm đàn ông không? Nếu như tôi không phát hiện ra kịp, chắc hai người cũng được một phen hải hê rồi ha. Bây giờ bà biết hết tất cả mọi chuyện cũng được nữa. Mà My, bà là bạn của tôi mà, sao bên người ngoài? Tôi chỉ đứng về phía lẽ phải thôi. Nếu bà cũng không chịu thay đổi nữa, sau này hậu quả tự mình gánh lấy đi. Còn chị, chị còn tiếc nuối gì một người chồng như vậy hả? Anh ta vốn vậy không xứng đáng với những gì chị đang hy sinh. Em ơi, đây là cặp nhẫn này. Lúc trước anh không có đủ tiền để anh mua nó cầu hôn tôi nữa. Tôi đã bỏ tiền túi mình ra mua cặp nhẫn này để hai đứa cưới nhau. Vậy mà anh chưa bao giờ trân trọng nó. Hai người muốn tới với nhau lắm chứ gì. Tôi tái thành cho hai người đó. Vì tôi suy nghĩ ra rồi thì mới hợp đi với nè. Chuyện đàng hoàng nha. Sao? Tôi bố thí thằng chồng này cho cô phải vui mừng chứ. Tất cả tài sản của tôi sẽ lấy lại hết. Còn bây giờ hai người biến ra khỏi nhà tôi đi. Đi đi. Đi thì đi. Chị cảm ơn em nhiều nha. Cũng nhờ em nên chị mới đủ mạnh mẽ để bỏ người chồng đó. Không có gì đâu mà. Ai cũng xứng đáng để hạnh phúc hết. Mạnh mẽ lên.